Chào quý vị và các bạn. Nay tôi đang đứng triển lãm tại Văn Giang. Các bạn hãy cùng tôi xem qua một số những cái tác phẩm bonsai mini. Đây. Đây là top những cái cây bonsai mini rất đẹp đúng không? Nó mang tính chất nghệ thuật. Vì tôi cũng không phải là dân chuyên về bonsai, nên tôi cũng không dám đưa ra các số lời bình. Mong quý vị và các bạn thông cảm. Các bạn xem nếu thấy điểm nào mà nó chưa phù hợp, cần sửa, các bạn có thể comment ở dưới. Tôi sẽ cố gắng sẽ ghi lại các cái số điện thoại của các bác ấy. Nếu chúng ta muốn giao lưu thì hãy liên hệ các cái số điện thoại mà tôi để ở trên các hình ảnh với những cái cây nào các bác cần thiết. Đây cái tác phẩm của bác Tiền, số điện thoại. Tiếp theo nó đến cái tác phẩm Mai Chiêu Thủy, cây giáng trực. Tiếp đến là một cái tác phẩm Minh Sao, nhà vườn Leo Grand Bắc Giang. Nhà vườn này thì hầu như chỗ nào cũng mang cây đi triển lãm. Đẹp những cái tác phẩm Minh Sao mà Chiêu Thủy này rất đẹp đúng không ạ? Đây, số điện thoại chúng ta có thể giao lưu. Top những cái tác phẩm bonsai mini.
0943 116 69. Cây bonsai mini đầu tiên tôi sẽ chia sẻ với các bạn.